Quý vị đang theo dõi bản tin tối của FBNC Hôm nay ngày 17 tháng 8, chương trình sẽ có những thông tin nổi bật sau đây. Trên thế giới, Ngoại trưởng Mỹ Trung điện đàm về tình hình Afghanistan. Trong nước, phát sinh nhiều ca mắc mới liên quan ổ dịch huyện Lương Tài, Bắc Ninh khẩn trương bảo vệ các khu công nghiệp, cơ sở y tế. Gần 1 triệu lượt người tại thành phố Hồ Chí Minh ra đường mỗi ngày trong thời gian giãn cách làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tiêu điểm thế giới, Taliban muốn đất nước chuyển đổi trong yên bình cần cảnh, logo nhận diện đã xét nghiệm Covid-19 của các hộ gia đình tại Đà Nẵng. Diễn biến căng thẳng ở Afghanistan và động thái từ các nước lớn về vấn đề này sẽ mở đầu tin tức thế giới hôm nay. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Trung Quốc Phương Nghị vừa có cuộc điện đàm về tình hình ở Afghanistan ông blinken bảo vệ quyết định rút quân của mỹ và cho rằng đã đến lúc người dân afghanistan phải tự quyết định số phận của mình ông cũng thông báo công việc di tản người nước ngoài vẫn đang tiếp diễn và quân đội mỹ vẫn đang kiểm soát tình hình tuy nhiên ông thừa nhận vấn đề an ninh hiện tại ở thủ đô kabul là khó đoán ông hy vọng trung quốc sẽ đóng một vai trò mang tính xây dựng cho việc chấm dứt xung đột và tái thiết lại afghanistan đáp lại ông vương khẳng định trung quốc sẵn sàng hợp tác với mỹ và những bên liên quan để giúp quá trình hòa giải của afghanistan được diễn ra thuận lợi nhất. Được biết, vào tháng 7 vừa qua, một phái đoàn cấp cao của Taliban đã đến thủ đô Bắc Kinh và gặp ông Vương. Họ muốn tìm kiếm sự ủng hộ của Trung Quốc một khi giành lại được quyền lực. Ngoại trưởng Nhật Bản và Ai Cập đã đồng ý làm việc cùng nhau trong nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm khôi phục an ninh và trật tự ở Afghanistan. Ông Motegi Toshimitsu vừa đến Ai Cập trong chặng dừng chân đầu tiên của chuyến công du Trung Đông. Ông đã gặp người đồng cấp Shaman Shaukri vào thứ Hai ngày 16 tháng 8. Hai bên chia sẻ mối quan ngại về tình hình Afghanistan, nơi Taliban đã vào thủ đô Kabul khiến chính phủ sụp đổ. Ông Motegi cho biết, Nhật Bản muốn làm việc với Ai Cập để giữ cho tình hình không trở nên tồi tệ hơn, vì quốc gia Trung Đông này có ảnh hưởng lớn với thế giới Hồi giáo. Ông Motegi nói, Ai Cập có vị trí địa chính trị quan trọng như một trung tâm kết nối châu Á với châu Âu và châu Phi, cho nên việc thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền có lợi cho Ai Cập. Hai ngoại trưởng cũng đồng ý về một kế hoạch cho các quốc gia thiết lập một khuôn khổ đàm phán hướng tới ổn định tình hình ở Afghanistan. Tổng thống Kazakhstan Kasim Jomart Tokayev đã tới Hàn Quốc hôm thứ Hai ngày 16 tháng 8, trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến đây từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện. Ông bắt đầu chuyến công du cấp nhà nước hai ngày, theo lời mời của Tổng thống Moon Jae-in. Ông được Bộ trưởng Thương mại Moon sung Guk chào đón tại căn cứ không quân Sơn Nam, phía nam thủ đô Seoul. Ông là Tổng thống Kazakhstan đầu tiên công du Hàn Quốc sau 5 năm. Tại hội nghị thượng đỉnh vào ngày 17 tháng 8, hai tổng thống dự kiến thảo luận về cách thức thúc đẩy hợp tác thực chất hơn giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực như giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe và môi trường. Nhân chuyến thăm của ông, hai cốt của tướng Hong Bum Do, một chiến binh giành độc lập của Hàn Quốc, đã được hồi hương vào Chủ nhật ngày 15 tháng 8, 78 năm sau khi ông qua đời tại quốc gia Trung Á vào năm 1943. Tổng thống Tokayev dự kiến sẽ tham dự một buổi lễ trao tặng huân chương cho tướng Hồng, người đã lãnh đạo cuộc chiến của Hàn Quốc chống lại lực lượng thực dân Nhật Bản vào đầu những năm 1900, đồng thời cũng tham dự một hội nghị bàn tròn với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp địa phương. Tổng thống Tokayev đã lên kế hoạch thực hiện một chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc vào năm ngoái, nhưng bị hoãn lại do tình hình COVID-19. Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Choi Jong-kun của Hàn Quốc đã gặp Ngoại trưởng Maroc Nasser Porita để thảo luận về quan hệ song phương như hợp tác thương mại, kinh tế, sức khỏe và các lĩnh vực khác trong chuyến công du của ông tới quốc gia châu Phi. Ông Choi đã có mặt ở Maroc vào Chủ nhật và thứ hai trong chuyến công du châu Phi, bao gồm cả Senegal và Nigeria, để củng cố tình bạn giữa hai nước trước lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm sau. Trong cuộc trao đổi, hai bên chia sẻ quan điểm về sự cần thiết phải mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chống biến đổi khí hậu, lâm nghiệp và năng lượng tái tạo, cũng như nhất trí kích hoạt các kênh đối thoại song phương. Hai bên cũng chỉ ra sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19, khi mà Maroc hỗ trợ đưa khoảng 200 công dân Hàn Quốc về nước trên một chuyến bay đặc biệt. Ngược lại, Hàn Quốc cung cấp viện trợ bộ dụng cụ xét nghiệm và nhiều thiết bị y tế khác cho Maroc. Ở Maroc, ông Choi cũng đến thăm một trung tâm đào tạo việc làm ô tô do cơ quan viện trợ nước ngoài của Hàn Quốc thành lập. Ông tán dương việc trung tâm đã đóng góp vào sự phát triển công nghiệp và tăng trưởng việc làm ở Maroc. Các nền kinh tế Đông Nam Á phục hồi tốt trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 sau khi sụt giảm một năm trước đó về COVID-19. Tổng sản phẩm quốc nội của Indonesia tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên trong năm quý, nền kinh tế lớn nhất khu vực mở rộng thêm lý do là sự gia tăng xuất khẩu và sự trở lại của các hoạt động kinh tế vốn đã bị hạn chế vào năm ngoái bởi các phong tỏa nghiêm ngặt Malaysia cũng lần đầu tiên tăng trưởng trong năm quý ở mức 16,1%, Philippines và Thái Lan tăng trưởng lần lượt ở mức 11,8% và 7,5%. Cả hai đều đánh dấu mức tăng trưởng đầu tiên trong 6 quý. Tuy nhiên, các rủi ro vẫn bao trùm triển vọng phục hồi. Ở hầu hết các nước, các lệnh phong tỏa vẫn được áp dụng trong bối cảnh sự gia tăng các ca nhiễm biến thể Delta. Việc tiêm vaccine cũng rất chậm. Các ngân hàng trung ương của Indonesia, Thái Lan và Malaysia đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng GDP cho cả năm 2021. Các nền kinh tế này đang tụt lại về đà phục hồi so với các quốc gia như Hoa Kỳ và Trung Quốc, những nước đang trở lại đến mức như trước đại dịch. Vào thứ Hai ngày 16 tháng 8, chính phủ Nhật Bản đã quyết định cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp như tấm nhựa, tấm lót ngủ, trang thiết bị sinh hoạt cho Haiti, thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA theo yêu cầu của chính phủ. Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho Haiti hướng tới những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất trên quan điểm nhân đạo và mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nước. Tại Haiti, trận động đất ngày 14 tháng 8 đã khiến một số lượng lớn người bị ảnh hưởng, bao gồm thiệt hại về nhân mạng. Theo chính phủ, tính đến ngày 16 tháng 8, đã có hơn 1.297 người chết và 2.800 người bị thương. Tiêu điểm thế giới hôm nay sẽ quay trở lại với tình hình Afghanistan lực lượng Taliban đã chiếm quyền kiểm soát thủ đô Kabul từ ngày 15 tháng 8. Tuy nhiên, giữa họ và quân đội Mỹ vẫn chưa ghi nhận bất kỳ cuộc đụng độ nào. Quân đội Mỹ và đồng minh hiện vẫn kiểm soát sân bay Kabul và các vùng phụ cận để điều tiết việc di tản. Hiện nay, Taliban đang né tránh chạm trán với quân đội Mỹ ít nhất có thể và hướng tới một cuộc chuyển giao trong hòa bình. Không phận của Afghanistan thường được sử dụng bởi các chuyến bay đường dài giữa phương Đông và phương Tây vào sáng thứ hai dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy không có chuyến bay thương mại nào di chuyển qua đất nước tại thủ đô kabul một sự yên tĩnh trong lo sợ đang diễn ra với hầu hết mọi người đều ở trong nhà có những báo cáo rải rác về việc cướp bóc và những người đàn ông có vũ trang gõ cửa và cổng taliban đã trả tự do cho hàng nghìn tù nhân tội phạm khi họ tràn qua đất nước và giải tán lực lượng cảnh sát taliban đã triển khai chiến binh tại những giao lộ chính sĩ quan suhai sahin một phát ngôn viên của Taliban đã đăng trên Twitter rằng các chiến binh được chỉ đạo không vào bất kỳ ngôi nhà nào mà không được phép để bảo vệ tính mạng, tài sản và danh dự. Taliban cai trị Afghanistan từ năm 1996 đến 2001 bằng một bộ luật Hồi giáo hà khắc. Phụ nữ chủ yếu bị giam giữ trong nhà, Taliban đã tìm cách thay đổi nhiều hơn trong những năm gần đây. Nhưng nhiều người vẫn hoài nghi và lo sợ về sự đảo ngược các quyền tự do cá nhân đạt được trong những năm chính phủ ở thủ đô Kabul cầm quyền. Chuyển sang những thông tin về tình hình dịch bệnh tại các địa phương. Thưa quý vị, trước việc số ca mắc mới COVID-19 gia tăng, trong đó có nhiều ca liên quan ổ dịch phức tạp tại huyện Lương Tài, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản hòa tốc yêu cầu triển khai các biện pháp phòng chống dịch cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và các cơ sở y tế. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất, sẵn sàng ứng phó khi có ca xâm nhập vào, Thông tin thêm về chuỗi lây nhiễm liên quan đến nhân viên giao hàng của Viettel Post Lương Tài, ngành y tế tỉnh này cho biết đã xác định được nguồn lây ca bệnh chỉ điểm chính là lái xe của công ty Viettel Post Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Trước đó, ngày 6 tháng 8, 5 nhân viên giao hàng của Viettel Post Lương Tài trên đã đi giao nhận hàng tại kho khu vực 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Từ ngày 14 tháng 8 đến sáng nay, ngày 17 tháng 8, ổ dịch liên quan đến chi nhánh Viettel Post lương tài đã ghi nhận 41 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 8 xã thị trấn với gần 500 f1. Dự báo số lượng bệnh nhân sẽ tiếp tục tăng thêm do lịch trình di chuyển tiếp xúc của các f0 rất rộng và đa dạng. Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, trong sáng nay, thành phố Buôn Ma Thuột vừa phát sinh một chùm ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng với 7 ca dương tính chưa rõ nguồn lây. Trường hợp đầu tiên ghi nhận tại chùm ca bệnh này là một người đàn ông sinh năm 1968, trú tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột. Ngày 16 tháng 8, bệnh nhân thấy người mệt mỏi nên đến bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột khám và test nhanh kháng nguyên cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và kết quả xét nghiệm real-time RT-PCR dương tính. Ngay trong đêm qua, nhân viên y tế đã lấy mẫu test nhanh các trường hợp liên quan và đã ghi nhận 6 trường hợp dương tính nữa. Hiện chính quyền địa phương và ngành y tế đang tiếp tục mở rộng khoanh vùng điều tra truy vết những người liên quan đến 6 trường hợp vừa nêu tại cộng đồng. Mặc dù thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang trong giai đoạn giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để khống chế dịch bệnh, tuy nhiên, theo thống kê từ công an thành phố, thời gian qua, mỗi ngày có gần 1 triệu lượt người dân ra đường, nhất là từ ngày 15 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh mở rộng thêm một số nhóm người được phép ra đường, do đó dự báo thời gian tới, lượng người ra đường sẽ còn đông hơn. Để hạn chế số lượng người dân ra đường đông làm phức tạp tình hình dịch bệnh, lực lượng chức năng thành phố phải tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19 của người dân. Xin chuyển sang những thông tin về kinh tế, thưa quý vị. Trước những khó khăn của doanh nghiệp khi kéo dài phương án sản xuất ba tại chỗ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã đưa ra bốn phương án cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện và hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức sản xuất an toàn trong điều kiện phòng chống dịch theo một trong bốn phương án. Ngay khi các phương án trên được đưa ra, nhiều hiệp hội doanh nghiệp đánh giá đây là những lựa chọn có thể dễ thở hơn với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng cần phải có hướng dẫn thật cụ thể về tiêu chí thực hiện các phương án để các doanh nghiệp sẵn sàng chuẩn bị cho việc chuyển trạng thái. Trước đó, nhiều doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh phải tạm dừng sản xuất sau một thời gian áp dụng mô hình ba tại chỗ. Vì chi phí lớn, quy mô diện tích chật hẹp, số lượng công nhân đông, việc áp dụng ba tại chỗ theo đó gặp rất nhiều rủi ro dẫn đến phát sinh các ổ dịch mới. Số liệu của cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài, bao gồm cấp mới và tăng thêm, đạt 570,1 triệu đô la Mỹ tăng gần 2,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng lưu ý, hoạt động nòng cốt của dòng vốn đầu tư ngoài nước này là chuyên môn khoa học công nghệ đạt số vốn 270,8 triệu đô la Mỹ, chiếm 47,5% tổng vốn đầu tư. Mỹ trở thành thị trường nhận vốn đầu tư nhiều nhất của các doanh nghiệp Việt Nam với 302,8 triệu đô la Mỹ, chiếm 53,1% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt. Tiếp theo là Campuchia, Lào và Canada. Theo tiến sĩ Võ Đại Lược, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Thế giới, việc doanh nghiệp Việt tăng đầu tư sang các thị trường lớn có trình độ công nghệ khoa học kỹ thuật cao là tín hiệu tốt, cho thấy chất lượng đầu tư được cải thiện. Trước đề xuất của doanh nghiệp về việc tái áp dụng quy định mức thu lệ phí trước bạ giảm 50% đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Tài chính, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, nghiên cứu kiến nghị trên để đề xuất hướng xử lý kịp thời. Báo cáo này phải được hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 2021. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô tại Việt Nam, gọi tắt là VAMA, doanh số bán ô tô tháng 7 2021 của các doanh nghiệp thành viên đạt trên 16.000 xe, giảm 32% so với tháng 6. Việc tiếp tục áp dụng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước đã hết hạn vào cuối năm 2020, được cho là giải pháp ngắn hạn hỗ trợ doanh nghiệp trước ảnh hưởng Covid-19. Trước đó, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất lắp ráp trong nước trong năm 2020 tương đương với mức giảm thuế là 6.000 tỷ đồng. Công an huyện Krong tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người tại địa bàn thôn 6 và thôn 7, xã Vù Bổn. Theo thông tin ban đầu, một nam thanh niên trú tại thôn 6, xã Vù Bổn, làm công nhân ở thị xã Bến Cát, Bình Dương, về quê Đắk Lắk. Trong thời gian cách ly tại nhà, nam thanh niên tiếp xúc với mọi người trong gia đình và lây bệnh cho cha mẹ. Cha mẹ của nam thanh niên đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người và có đến khu chợ đông người trên địa bàn xã Vụ Bổn. Riêng tại địa bàn thôn 7, trong lúc tình hình dịch bệnh phức tạp, một hộ dân tổ chức tiệc sinh nhật với khoảng 20 người tham dự. Tại buổi tiệc này đã có ít nhất 10 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 và có nhiều trẻ nhỏ mắc bệnh. Chùm ca bệnh tại đây hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra nguồn lây nhiễm. Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ các sai phạm và xác định nghi phạm thì sẽ khởi tố bị can. Cũng liên quan đến những vi phạm phòng dịch trong bối cảnh COVID-19 đang hoành hành trên cả nước, mới đây một nhóm người trong khu cách ly phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị đã tụ tập ở hành lang hát hò, ăn bánh, uống nước ngọt, không đeo khẩu trang, ăn mừng sắp hết hạn cách ly y tế. Một người trong nhóm đã quay clip đưa lên mạng. Ngay khi phát hiện đoạn clip trên, lực lượng chức năng đã lập biên bản 6 người vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, đồng thời chưa cho phép những người này rời khỏi khu cách ly dù đã hoàn thành thời gian cách ly. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết thêm, nhóm người này từ Lào nhập cảnh về nước, cách ly tại địa phương. Thời điểm đoạn video được quay phát, cả nhóm chỉ còn một ngày nữa là hết thời gian cách ly. Cùng với không thể rời khỏi khu cách ly, cơ quan chức năng đang xem xét, đề nghị xử phạt khoảng 3 triệu đồng mỗi người theo quy định pháp luật. Tiếp tục thông tin về vụ cháy nổ nghiêm trọng làm 4 người tử vong ở xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng mà FBNC đã đưa tin. Công an huyện Thủy Nguyên cho biết đã tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Hải, người duy nhất sống sót trong vụ việc. Tại cơ quan công an, đối tượng này đã khai nhận vô ý gây ra vụ cháy nổ trên. Cụ thể do bất hòa với chồng nên thời gian gần đây con gái ông Nguyễn Văn Hải đưa con về nhà bố mẹ đẻ ở. Ngày 15 tháng 8, con rể đến nhà ông bà chơi, khuyên giải vợ về lại nhà. Ông Hải cũng khuyên can con gái về nhà chồng nhưng không thành. Giữa hai bố con ông xảy ra mâu thuẫn. Khoảng hơn 19 giờ cùng ngày, ông này đã dùng chai xăng ném vào trong phòng nơi vợ mình và hai vợ chồng con gái cùng cháu ngoại đang ngồi chơi với mục đích dọa để con gái về nhà chồng. Khi đó, chai xăng rơi trúng vào chiếc bật lửa khiến chiếc bật lửa phát nổ. Lửa bắt vào chai xăng gây ra đám cháy. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Cận cảnh hôm nay là những hình ảnh về một logo nhận diện hộ gia đình đã xét nghiệm Covid-19 tại Đà Nẵng. Đây được xem là cách làm mới trong công tác truy vết khoanh vùng dập dịch tại Đà Nẵng. Từ hôm qua, ngày 16 tháng 8, bắt đầu thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, cũng là lúc Đà Nẵng bắt đầu tiến hành xét nghiệm lấy mẫu đại diện hộ gia đình, bắt đầu chiến dịch tìm F0 trong cộng đồng. Tại điểm lấy mẫu, logo xác nhận hộ có đại diện xét nghiệm COVID-19 sẽ được phát cho người dân để họ tự dán trước nhà, giúp các tổ dân phố dễ dàng rà soát danh sách hộ đã xét nghiệm hay chưa. Việc dán logo trước nhà cũng giúp các tổ COVID-19 cộng đồng dễ dàng giám sát, kiểm soát xem hộ gia đình đó đã được xét nghiệm hay chưa, không để lọt hộ chưa xét nghiệm. Nhiều người dân cũng bày tỏ sự yên tâm khi có những logo xanh trước nhà, bởi càng nhiều logo được dán thì sẽ có thêm nhiều vùng xanh an toàn. Thưa quý vị, chúng tôi liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình quốc tế và trong nước ở các chương trình sau. Mời quý vị bắt tín hiệu của FBNC để theo dõi. Ở bản tin Covid-19 và tin nóng 24 giờ sáng mai ngày 18 tháng 8, sự thất bại của chính phủ Afghanistan sau khi lực lượng Mỹ rút lui và tổng thống phải tháo chạy đã làm dấy lên cuộc thảo luận ở Đài Loan về điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp Trung Quốc xâm lược và liệu Mỹ có giúp bảo vệ Đài Loan hay không. Mới đây, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết Đài Loan sẽ không sụp đổ giống như Afghanistan trong trường hợp bị tấn công, đồng thời đưa ra lời cảnh báo gián tiếp tới người láng giềng Trung Quốc là không nên ảo tưởng khi nghĩ rằng họ có thể chiếm hòn đảo này. Những hậu quả của biến đổi khí hậu tiếp tục in sâu vào nước này khi quốc gia này chứng kiến tình trạng thiếu hụt nước chưa từng có ở hồ chứa lớn nhất nước Mỹ, khiến cả vùng Tây Nam vốn đang trải qua nạn hạn hán khắc nghiệt phải rơi vào cảnh bị cắt nước liên quan đến người đàn ông tự xưng tao là VTV, tao là tiến sĩ đây với nhiều lời lẽ thô tục với cán bộ tại chốt kiểm soát Covid-19. Cơ quan công an thành phố Hà Nội đã xác định được đây là giám đốc công ty marketing Đại Dương Xanh hoạt động tại Hà Nội. Hành vi mạo danh hống hách của người này theo đó đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bản tin tối của MBC đến đây xin được khép lại. Thu Thủy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin sau.